Chào mừng các bạn đến với khóa học miễn phí toán lớp 5 học kỳ 2. Bài hôm nay là bài thứ 12, đó là về luyện tập về tính diện tích. Diện tích này là tất cả các loại hình đấy. Các loại hình chúng ta đã được học thì trong bài này ta sẽ được nhắc lại. Bây giờ mình sẽ nhắc lại công thức cho các bạn. Đây, cái công thức tính diện tích tam giác, nó chính là bằng đáy nhân với chiều cao chia 2. Nhớ là đáy và chiều cao tương ứng với nhau nhé. Tiếp theo là diện tích hình chữ nhật này sẽ bằng dài nhân với rộng. Diện tích hình thang sẽ bằng, ta sẽ nhớ đến cái câu là đáy lớn đáy bé ta đem cộng vào nhân với chiều cao chia đôi lấy nửa thì nó cũng ra, đúng không? Đây chính là cái công thức tính diện tích hình thang, nó rất là dễ nhớ. Chu vi hình tròn thì có hai cách tính, đó là 3,14 nhân với d, hay người ta thường thường thì mình nhớ theo kiểu là pi d. Pi thì bằng 3,14 mà pi d và bằng 2πr đấy. Tại vì là d bằng 2r mà d là đường kính, r là bán kính. Rồi ta có diện tích hình tròn, diện tích hình tròn nó sẽ bằng πr bình phương đấy, thì ta sẽ có là bằng 3,14 nhân r nhân r. Thực ra ta có thể biểu diễn cái công thức này theo đường kính nhưng mà nó sẽ không được đẹp đấy. Đường kính nó sẽ không được đẹp, nó sẽ là bằng 3,14 nhân với cả nhân với d rồi chia cho 4. Đấy, nó sẽ không đẹp. Nên là khi mà người ta cho đường kính thì các bạn hãy chia đôi để ra bán kính rồi thay vào công thức tính, nó sẽ đẹp và nhanh hơn. Rồi, ok, đây là tất cả các công thức chúng ta cần nhớ. Chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất, tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình bên. Ở đây bài này ta nhìn cái hình này thì ta sẽ có hai cách. Thực ra không phải là hai cách mà rất nhiều cách. Nhưng có hai cách phổ biến và nhanh nhất, đó là các bạn hãy cắt như này thì tạo thành hai cái hình vuông nhỏ và một cái hình chữ nhật lớn này. Tương tự các bạn sẽ cách thứ hai, các bạn sẽ cắt như này thì tạo thành hai cái hình chữ nhật bằng nhau nhỏ này và một cái hình chữ nhật lớn này. Đấy. Còn đương nhiên còn cách thứ ba nữa là bạn cắt đó, thì tạo thành bốn hình, thì nó sẽ là có hai hình vuông nhỏ, hai hình chữ nhật nhỏ và một hình chữ nhật ở giữa này. Đấy, nó còn nhiều cách nữa cơ. Các bạn có thể kẻ chéo chéo như này thì ta sẽ có một số cái sẽ tính theo diện tích tam giác cũng vẫn tính được như bình thường. Nói chung là rất nhiều cách, nhưng mà ta đi làm cái cách nhanh nhất ở đây, đó là cắt như này. Ta sẽ có hai cái hình vuông, hai hình vuông nhỏ này, thì diện tích của hai cái hình vuông nhỏ đấy nó chính là bằng cạnh nhân với cạnh. Thực ra thì diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông là tính như nhau. Chỉ có diện tích hình vuông thì nó đặc biệt ở chỗ là hai cạnh kề bằng nhau nên là dài bằng rộng, thì nó chính là bằng cạnh nhân cạnh, cũng không có gì đặc biệt hết. Rồi ta sẽ có là SC của hình vuông nhỏ đúng không? Nó sẽ là bằng, đây cạnh nhân cạnh nó là 20 nhân 20 là bằng 400 đúng không? Thì ta sẽ có là hai cái hình vuông nhỏ cắt đây mà. Đấy, thì ta sẽ có là 2 SC hình vuông nhỏ sẽ bằng 2 nhân với cái này, đúng chưa? Thì bằng 2 nhân đây bằng 4 nhân 2 là 8, 800. Ok, tiếp theo ta có này SC của hình chữ nhật. Nó chính là cái hình chữ nhật này. Đấy, thì ta đã có đây, người ta đã cho chiều rộng là 40,1 đúng không? 40,1. Bây giờ ta cần tính chiều dài. Chiều dài đây nó có hai đoạn là 25, thì cộng lại sẽ là bằng 50 và một đoạn ở giữa này nữa, cộng với 20 là bằng 70. Vậy là nhân với 70 sẽ là bằng bao nhiêu? 40,1 nhân với cả 70 nó sẽ bằng 2807. Đây các bạn đem cộng hai cái này lại thì nó sẽ ra giá trị cần tìm. Ta cộng luôn, cộng 800. Vậy là diện tích của cả cái hình này nó sẽ bằng 3607 mét, 3607 mét vuông. Mét vuông, ok. Đây, ta xem vào đây. Đây, 3607 mét vuông. Vậy là cách làm của mình đúng và tất cả các bước đều làm đúng. Nó cũng cắt như thế này. Ok. Rồi, ta đi
Và bài tập thứ nhất đó là tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên. Bài này thì nó còn dễ hơn bài trên. Thì các bạn sẽ cắt cắt cái như này. Đây, cắt cái đường này thì sẽ tạo thành hình vuông, à, hình chữ nhật dưới này và hình chữ nhật nằm ngang phía trên này. Nào, thì các bạn sẽ tính được cái diện tích của cái hình chữ nhật nằm dưới này trước nhá. Thì ta để là SC1 đi. SC1. SC1 sẽ là bằng, nó là hình chữ nhật mà. Đây, ta có rộng là bằng 4,2. Chiều dài đây nó sẽ bằng 6,5. Vậy là nhân 6,5 bằng bao nhiêu thì sẽ ra cái hình chữ nhật dưới này. Ok. Tiếp theo ta có SC2. Nó sẽ nằm bằng chính là hình chữ nhật trên này, nằm ngang trên này. Đó. Thì bây giờ ta có chiều rộng của nó bằng 3,5 rồi. Chiều dài nó sẽ có hai đoạn là 3,5 cộng lại sẽ bằng 7. 7 cộng với 4,2 này nó sẽ bằng 11,2. Bằng bao nhiêu thì ta đem nhân lại rồi cộng với nhau là ra 4,2 nhân với 6,5 bằng 27,3. Tiếp theo là 3,5 nhân với 11,2 nó sẽ bằng 39,2. 39,2. Rồi vậy là SC nó sẽ bằng S1 cộng S2 thôi. Đấy, thì các bạn cộng lại thôi. Mình cộng luôn trên máy luôn. Cộng với 27,3. Đấy, vậy kết quả cần tìm nó sẽ là bằng 66,5. Nhớ là đơn vị mét vuông nhé. Rồi, chúng ta đã hoàn thành bài thứ nhất, ta chuyển sang bài số 2. Một khu đất có kích thước theo như hình vẽ dưới đây, tính diện tích khu đất đó. Đây, cái này thì các bạn sẽ cắt như thế này, cắt như này. Đấy, tạo ra chỗ này là một hình chữ nhật này, đúng chưa? Cái này cũng là một hình chữ nhật. Bây giờ ta có cái hình chữ nhật nhỏ dưới này, ta cho hình này bé, hình này là S1, hình này là S2 đi, còn hình to to này là S3 đi. Đấy, bây giờ ta sẽ có cái S1 này thì ta sẽ tính được tại vì biết dài với rộng rồi. Ta xem cái SC này xem. 50, ta thấy 50 ở đây. Với 50 này. Đúng không? Thì ở đây ta có là cái đoạn này. Tức là cái đoạn này này. Nó là 30 này. Đấy, thì ta có là nó đối xứng với cái này. Thì cái này cũng là 30, đoạn này cũng là 30. Đấy, tại vì đoạn này 30 nhá. Thì ta có cái đoạn này này, đoạn ngắn này này là 20. Đấy. Đoạn ngắn này là 20. Thì có phải đoạn còn lại này phải là 50 trừ 20 bằng 30 không? Vậy là cái này vẫn bằng 30 theo cái này. Vậy là hai cái hình nhỏ này sẽ bằng nhau, ta để là S1 luôn. Hình to này là S3. Ta có S1 bằng S2 đúng không? S1 bằng với cái SC2. Đấy. Và nó sẽ là bằng đây, dài nhân với rộng nó sẽ là 40,5 nhân với cả 30 bằng 40,5 nhân với cả 30 là sẽ bằng 1215 mét vuông nhé. Tiếp theo ta sẽ có là SC3. Nó sẽ là bằng đây, ta có cái chiều chiều dài này nó sẽ bằng 50 cộng với 30 là 80 đúng không? Đấy, chiều rộng thì các bạn để ý là cái đoạn này nó là 100,5 thì đoạn này đã là 40,5 rồi, thì các bạn lấy 100,5 là trừ 40,5 thì nó sẽ là bằng 60 đúng không? Vậy là cái này là rộng 60. 80 nhân 60 sẽ là bằng 6848 4800. Thì bạn cộng cái này cộng với cái này nhân 2 này. Vậy thì ta sẽ có SC nó sẽ là bằng 1215 nhân với 2 rồi cộng với 4800. Đấy, vậy kết quả là sẽ bằng cuối cùng là SC sẽ là bằng SC1
cộng với SC2 cộng với SC3 này, và lập cuộc kết quả cùng sẽ là bằng 7230, chính là kết quả cần tìm, nhớ là đơn vị là mét vuông nhé. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài số 12, đó là đây, về tính diện tích, để ta về tính diện tích nó khá là hay, chủ yếu là vẫn là hình chữ nhật và hình vuông thôi, chưa thấy hình tròn đâu. Chắc là bài sau đây này, đấy, luyện tập về tính diện tích tiếp theo này nó sẽ phức tạp hơn là về hình thang. Đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài số 12 là về tính diện tích, ôn tập về tính diện tích. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like, một comment. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.